bị rắn cắn vào chân, chú ếch nỗ lực giải thoát mình khi còn chút hy vọng cuối cùng. Clip ghi lại cảnh một con rắn đang cắn vào chân một chú ếch ở trên hàng rào sắt, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Chú ếch cho thấy nghị lực phi thường của mình khi đã nỗ lực bám chắc vào thanh sắt, kéo co với rắn. Trong một khoảnh khắc, con rắn bất cẩn đã tạo cho chú ếch một cơ hội thoát thân, bị tuột mất miếng mồi ngon. Con rắn điên cuồng đuổi theo, nhưng không thể làm gì được vì chú ếch đã cao chạy xa bay. Có thể thấy, chú ếch đã dạy cho chúng ta bài học đừng bao giờ bỏ cuộc dù bạn rơi vào tình huống hiểm nghèo.